À, xong kéo vô một đêm ra. Đây suối nè, đen. Của Vinh ta. Anh Vinh ta. Ừ. Oh. Đi nè, đi phát từ thiện nè mà bây giờ đi xin ăn nè. Ở đây xin bà chủ này ngổ bánh mì trúng lò mò ăn. Ở cổng chùa Tà Pạ nha bà con, có đi ngang đây ghé vô ủng hộ cô bé này vậy. Nó một mình bán trúng lò mò nuôi chồng nuôi con luôn đó nha bà con. Để em đi đâu nhậu đây? Nắm này à? Bữa nay á, ngày 15 để chạy tới 5 show luôn. À, show đầu tiên á là show cơm thiện viên với rau chín gấu. Tại sau show thứ nhì á là show cháo Mai Vy Tuệ với rau chín gấu. Show thứ ba, thứ tư với thứ năm là show cháo Mai Vy Tuệ. Thì ở chuyến thứ năm là đang chạy nè. Show thứ năm là đang chạy về Núi Tô nè. Đem cháo chai Mai Vy Tuệ xuống cho bên Núi Tô. Mà tụi nhỏ thì bữa nay tụi nó đi học hết rồi. Họ không biết sao đi. Bạn cứ đem xuống thì cũng có mấy chục phần nè. Nói chung thì mình cho thì bao nhiêu cũng không đủ. Nhưng mà tôi thì tôi đem xuống mấy cái chỗ mấy cái số nghèo tôi cho. Nhưng mà khi mình vô cái số nghèo mình cho đó thì nghèo giàu gì lấy thì mình cũng cho. Nhưng mà vô ngay cái số nghèo thì người nghèo người ta tới lấy được nhiều hơn. Để mấy cái ngày như vậy thì tôi không có kén chọn. Còn cái ngày mai chẳng hạn, ngày mai là ngày thứ Bảy, ngày mốt là Chủ Nhật á, là mấy cái ngày đó là tôi kén chọn một chút. Tại vì mấy cái ngày đó là mấy đứa nhỏ nó nghỉ ở nhà thì ưu tiên cho trẻ em rồi mới tới người già. Ngày mai này là phát 60 phần bánh mì, 50 phần cơm. Ngày mốt thì phát 50 phần cơm. Cơm thì dự kiến là sẽ xin cô Tuyết Mai á, cô Mai Vy Tuệ á, xin cá mồi. Rồi để một con cá với một cái trứng cút hoặc là một khúc xúc xích. Chưa biết cái xúc xích hay trứng cút thì chưa biết. Nhưng mà trứng cút thì mua rồi cũng luộc xong rồi. Để chắc cho trứng cút á. Để trứng cút lâu không được. Tại vì tới tuần sau mình mới bắt đầu mình cho lại. Ở thứ Bảy, Chủ Nhật tuần sau thì mới cho. Thứ Bảy với Chủ Nhật tuần sau thì không có đụng với cái ngày 29-30. Khi nào đụng ngày 29-30 thì mình có thể là trong cái tuần đó mình phát 4 ngày. Còn không đụng thì mình phát có 2 ngày à. Là phát thứ Bảy, Chủ Nhật. Tôi thì tôi phát cuối tuần. Thứ Bảy, Chủ Nhật chủ yếu là cho trẻ em. Nó vô cháy ai phone nó ná. Mình đã mặc crop. Nó cháy hàng nâu môi tên nó. Theo nô mắn nè. Với nè thay môi tên nè. Cháy kia nè mình đã mặc crop lưỡi á. Ai khơi là nấu cháy. Nè. Nè. Tên nó. Nè. Nè, mắn á. Buôn á. À này bò muối nè, sao phí chai kê. Hả? Nè. Nè, muối. Bò sáp. Con tay kia thư chán nhá. Nè. Nơi cái đài ổn nơi lại đây nè. Ba. Nè. Hãy vô muối đó hả? Mà vô đó bay à? Nè. Tao biết bay nè. Này gì? À thôi không? Nè. Nè bay. Hãy bán bay hay phải ai gì mới ta tham ấy. Ta ở côn ta. Rồng rồng. Nè, muối. Chán nhá. Ta hộp lô mớ. Hộp ta bơm nhiên. Nè, ta nhiên ăn miên tiệt đấy nè. Ôi, cường chán nhảy và ra xa anh tiệt. Nè. Chương Anh. Dêm Chương Anh. Ai mấy? Vô á? À, vô ai? Dê vô ai? Chô sờ lọ sờ lắng anh mấy đắng. Nè, mới nè. Ờ, sạch mòn này nà đi. Đấy, bạn này hôm lư kệ được nè, cùng nhì nhảy phi nè đen nè đen. Nà trong ban bà bò á. Miền bà bò nè. Thì nà trong ban bà bò. Hâu ế. Hâu ế. Nè. Bà bò Trương Anh bò kia nè. Này. Hãy áp vô đại khối á niên. Dê vô bỏ hộp ấy dê. Bỏ bua vào tay kia. Bỏ kia chán nhá. Mình xuống ăn vô đi. Nà đi xăm mong à. Đấy, ấy ăn vô sơ đáy à niêng. Bó này chán bó khế nè. Nè. Đấy mơ chán. Cái này cái đáy ôn này lại ấy nè. Chạp cái đám, ban ạt. Ai vô từ lụa mấy nào? Ôi, anh ấy khăn quá vậy. Nè. Chăm lên. Vô kẹo vậy. Át vô hả? Hãy vô át. Nè. Không có kẹo cà phê đâu, có kẹo đen. Được không? À, vô bò đấy, nãy trong bàn bò. Bò bò cái rương kia cho anh nhá. Nè. Nè. Vô ai ăn át nè. Bỏ cương có bỏ khơi cho cái nhà ấy xí. Cái xí nhà mà nương. Vô ấy. Vô rồi. Sao mà cái chắp không nương. Vì chắp vô ai ta nó mua á nương. Vô át. Dê dê ngăn. Đại vô là bỏ át ngăn mà áo đi. Sao vô cường chứ ngăn mà áo vậy. Áo xuống kéo cho đen cơ. Đấy xối đen. Anh ta. Không. Vợ chặt. Vợ chặt sữa gần. Hết mấy kẹo sữa đi. Ủa sao bạn thầy nà tiếng đọc tờ thăm này tiếng nó. Ta nó chẳng cho quay. Ấn nha. Ôi rồi mua chẳng bàn quá đó, chẳng bàn quỳ.